Có rất là nhiều người yêu cầu tôi vẽ bức tranh The Scream. Tuy nhiên thì gần đây tôi bắt đầu thấy chán cái series tranh cổ này rồi. Nhưng mà tôi biết là vẫn có rất là nhiều người muốn nghe phân tích về những cái thể loại tranh như thế này đúng không? Thay vì tôi đưa ra những cái ý kiến chủ quan của tôi về bức tranh thì tôi để cho mọi người đưa ra những cái câu hỏi mà mọi người tò mò về bức tranh này. Video này là tôi sẽ giải đáp những thắc mắc của mọi người xung quanh bức tranh The Scream. Vậy thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Trước tiên đó là tác giả Edvard Munch. Điều đầu tiên mà mọi người cần biết đó là cuộc đời của ông Edvard này cực kỳ bất hạnh. Ông mồ côi mẹ từ khi 5 tuổi. Mẹ và chị gái của Edvard đều chết vì bệnh lao. Từ đó ông sống với cha và người em gái bị bệnh tâm thần. Cha của Edvard là một người cuồng tín và luôn cho rằng cuộc sống bất hạnh của gia đình là do sự trừng phạt của Chúa Trời. Vì sống trong một cái gia đình mà nó đặc biệt như thế cho nên là đầu óc của ông Edvard này thi thoảng là cũng hơi bị tăng ấy. Ông bị ám ảnh về sự sợ hãi về cái chết. Nói chung là số của ông này đẻ vào cái nhà này cũng nhọ vãi lìn thôi nhỉ. Thật trả bù cho ông Van Gogh. Ông Van Gogh ấy, ông ấy cũng khổ. Nhưng mà ông đấy ông chỉ khổ về những cái năm mà cuối đời thôi, tại vì ông bị mắc bệnh trầm cảm. Chứ còn xuất thân của ông Van Gogh nó lại ngon vãi lìn. Gia đình của ông Van Gogh hình như là cũng thuộc dạng quý tộc trung lưu đấy. Hình như là chưa có một cái video nào mà tôi nói về cuộc đời và sự nghiệp của Van Gogh đúng không? Ok, sau video này tôi sẽ làm. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 La Mã. Đó là trả lời những câu hỏi của mọi người về bức tranh này. Câu hỏi thứ nhất: người bên trong là trai hay gái? Hay là BD giống ông? Thứ nhất, đó là tao cũng mê cả con gái, cho nên tao không phải là BD. Cái thứ hai là tôi không tìm được bất kỳ một tài liệu nào nói về giới tính của cái thằng người trong bức tranh này. Có người thì cho rằng đây là một người bạn của họa sĩ. Có người thì cho rằng đây là tranh tự họa của họa sĩ. Có nghĩa là cái thằng này chính là ông ấy luôn. Và cái thứ ba đó là họa sĩ đã mượn hình ảnh của người chị gái bị tâm thần của mình để vẽ cái thằng người này. Tuy nhiên thì tất cả những cái điều đấy nó chỉ gọi là giả định và chưa có bất kỳ một tài liệu nào chắc chắn về giới tính của nhân vật trong tranh này cả. Cho nên điều đấy có nghĩa là mọi người muốn nghĩ rằng nó là được hay cái đều được. Nhưng riêng tôi thì tôi nghĩ rằng nó là người chuyển giới. Câu hỏi thứ hai, ông họa sĩ vẽ tranh này là tự nghĩ hay là lấy phong cảnh ở đâu thế? Cái phong cảnh ở trong bức tranh này là một cái địa điểm có thật và họa sĩ đã thừa nhận rằng đã lấy cảm hứng trong một lần đi dạo. Ông đã viết trong một trang nhật ký vào năm 1892. One evening, I was fucking along the path. The city was on one side and fjord below. I felt tired and fucked up. I stopped and looked down over the fjord. The sun was fucking setting and the clouds turning blood red. I sent a fucking scream passing through nature. It seemed to me that I heard that shit. I painted this shit. Painted the clouds as actual blood. The color streaked. This became the scream. Ông ấy còn miêu tả rõ hơn nữa. I was fucking along the road with two son of a bitch. The sun was fucking setting. Suddenly, the sky turned blood red. I paused, feelings fucked up, and leaned on the fence. There was blood and tongues of fire above the blue-black fjord in the city. My bitches walked on, and I stood there trembling with anxiety. And I sent an infinite scream passing through nature, motherfucker. Đó vậy là cái khung cảnh ở trong bức tranh này đã được tác giả, họa sĩ xác nhận là đã có thực. Tuy nhiên thì nhiều người học giả cho rằng đây là cái bến cảng của thành phố Oslo thuộc thủ đô của nước Na Uy. Đấy chỉ là phỏng đoán thôi, còn địa điểm thực sự của cái khung cảnh này là ở đâu thì đéo ai mà biết được. Câu hỏi tiếp theo: tại sao địa điểm là cây cầu ở chỗ bờ sông mà lại không phải là nơi khác? Mong được lên TV. Tại sao ông họa sĩ ông ấy không vẽ cái thằng người này nó đứng ở Hồ Gươm mà lại đi vẽ đứng ở cái cây cầu vậy nhỉ? Ông đi mà hỏi họa sĩ nhé. Vì sao ông đầu trọc lại sợ hãi? Câu hỏi này hay. Nhiều nhà phân tích cho rằng cái biểu cảm của cái thằng trong tranh này nó không phải là sợ hãi mà là nó hoảng hốt hay là bất ngờ ấy. Và cái tiêu đề là The Scream có nghĩa là tiếng thét đã gây ra rất là nhiều sự tranh cãi. Có nhiều người cho rằng là tiếng thét là do cái thằng người này nó ôm đầu như này là nó nghe thì tiếng thét và nó cảm thấy bất ngờ. Nhiều người thì lại cho rằng chính nó là thằng đang hét lên. Tôi thì lại thấy cái mặt thằng này nó giống cái mặt của mấy đứa bạn tôi ấy, đi làm cuối tháng vẫn chưa có lương. Bức tranh này là người vẽ có đập đá trong khi vẽ không mà nhìn bầu trời huyền ảo vậy. Bầu trời trong bức tranh này cũng gây rất là nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của vụ thảm họa phun trào núi lửa năm 1883. Nhiều người thì cho rằng bầu trời đỏ rực như vậy là chỉ đơn giản vì họa sĩ cố ý làm vậy. Bởi vì Edvard là một họa sĩ theo trường phái biểu hiện và trường phái biểu hiện thường không bám vào bất cứ cái gì mà gọi là thực tế. Nhiều người thì cho rằng đó là những đám mây xà cừ. Mặc dù tôi thấy cái này cũng giống mây xà cừ thật nhưng mà mây xà cừ nó không thể nào đỏ rực lên như vậy được.
Còn bạn mà còn bạn cho rằng là ông họa sĩ này ông ấy đập đá khi vẽ thì tôi khẳng định là không phải. Thứ nhất, ma túy đá là một loại chất gây nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1893 tại Nhật Bản. Năm 1893 là trùng với thời điểm mà bức tranh này được ra đời. Tuy nhiên thì cái thời điểm đấy, cái hợp chất này nó mới chỉ được nghiên cứu ra và chắc chắn nó chưa thể nào phổ biến ở trên toàn thế giới được. Cho nên là cái giả định ông Edward đập đá trong khi vẽ bức tranh này là hoàn toàn không đúng nhá. Điều thứ hai nữa, đó là bức tranh này được vẽ bằng tempera. Tempera là chất liệu được vẽ giữa bột màu và trứng gà đấy. Tôi từng làm một video rồi đấy. Đó là một chất liệu cực kỳ cổ lỗ sĩ và rẻ tiền. Trong khi vào thế kỷ 19, sơn dầu là một chất liệu đã cực kỳ phổ biến rồi. Tuy nhiên thì nó khá là đắt. Điều đó cũng nghĩa là gì? Có nghĩa là ông họa sĩ này nghèo rớt mồng tơi. Trong khi đó, ma tóe lại là một loại kẹo khá là đắt tiền. Ông nào mà quen mấy thằng hay đi đập đá ấy, thì đảm bảo các ông chắc cũng thừa biết là bọn đấy nó giàu vãi lìn thôi. Có thể là sau khi bức tranh này nó trở nên phổ biến thì ông này ông giàu có. Tuy nhiên thì trước khi vẽ bức tranh này thì làm gì đã có ai biết ông đến ông là ai đâu, đúng không? Cho nên là cái giả định là ông họa sĩ này đập đá trong lúc vẽ bức tranh này đó là chuyện không thể xảy ra. Tôi lại cho rằng ông này hút cỏ. Lần đầu thấy bức tranh này thì anh cảm thấy như thế nào? Lần đầu mà thấy bức tranh này ấy, thì cái mà gây ấn tượng nhất cho tôi đó là biểu cảm của nhân vật trong tranh. Và thực sự tôi không thể hiểu tại sao rằng tôi có thể hiểu được cái cảm xúc của cái người trong bức tranh này. Mỗi khi mà mông của tôi cảm thấy có cái gì đó nhột nhột. À đúng rồi, cái biểu cảm khi mà tôi lần đầu bị mất trinh nó giống hệt cái mặt của thằng trong bức tranh này đấy không ạ? Nhìn thâu thế tại sao nó lại nổi tiếng nhỉ? Giống như là cái mặt tao xấu trai này vẫn đầy thắng thích ấy. Anh làm một video vẽ một bức tranh Dragon Ball bằng màu top lip được không anh? Tôi đã nói rõ trong cái bài đăng ở tác cộng đồng đó là chỉ được hỏi những cái câu hỏi liên quan đến bức tranh này thôi. Đặt câu hỏi lạc đề, không điểm, lốc luôn. Ông vui lòng sang mấy kênh chuyên vẽ Dragon Ball mà hỏi tại sao mọi đường nét của bức tranh đều cong mà mỗi lan can lại thẳng. Ông này hỏi vui tính vãi, người còn có thằng thẳng thằng cong nữa là. Chỉ có tôi là thuộc dạng uốn éo thôi. Tại sao mọi người lại cho rằng một bức tranh này đáng sợ? Thế ông không sợ? Đít mẹ lại bốc phét. Ông thử nửa đêm ra có một thằng mặt mũi dị dạng như thế này nó dọa cho xem. Khéo ông ỉa mẹ ra quần đi chứ. Cho em lên top với những câu hỏi sau. Vì sao họa sĩ lại sử dụng tông màu và các đường nét uốn khúc như vậy? Những người trong tranh có liên quan gì về nhau không hay họa sĩ thích thì vẽ? Gương mặt của người đàn ông này tại sao lại như thế? Và anh hãy kể sơ sơ về lịch sử tranh đi ạ. Em khá thích nghe về lịch sử của các bức tranh. Mong anh trả lời. Ba câu hỏi cuối tôi đã trả lời ở đầu video rồi nhá. Và tôi sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Vì sao họa sĩ lại sử dụng tông màu và các đường nét uốn éo như vậy? Thứ nhất, về tông màu thì bức tranh này được phối màu theo hệ màu bổ túc bộ ba, là gồm ba màu đỏ, vàng, xanh dương. Tôi đã từng làm một video về quy tắc phối màu. Ông nào chưa xem thì vào kênh tôi xem lại. Còn về tại sao ông họa sĩ này lại sử dụng tông màu đỏ làm tông chủ đạo thì theo ngôn ngữ của màu sắc. Mà hình như là tôi chưa làm một cái video nào về nói về ngôn ngữ của màu sắc đúng không? Ok, sau video này sẽ có. Theo ngôn ngữ của màu sắc, màu đỏ thường được gắn liền với bạo lực, chiến tranh, máu me hoặc là những cái sắc thái cực đoan. Ví dụ như là khi mở công ra đường chẳng hạn, thường như những cái hiệu lệnh khi mà chúng ta phải dừng lại hay là những cái biển báo thường là nó màu đỏ đúng không? Và cái màu đỏ thường nó gây cho chúng ta một cái sắc thái cái gì đó nó rất là cực đoan. Màu đỏ là thường gây ra những cái ấn tượng mạnh đối với thị giác và cảm xúc của con người. Và cái màu đỏ thường mang đến cho chúng ta một cảm giác có cái gì đó nó không ổn. Các ông đã nghe thấy từ báo động đỏ bao giờ chưa? Chả người ta nói là báo động xanh đúng không? Và cái màu đỏ này nó góp phần tôn cái biểu cảm của nhân vật này lên, gây ấn tượng mạnh hơn so đối với người xem. Đấy là tôi phỏng đoán vậy thôi chứ còn tại sao ông ấy dùng màu đỏ thì đéo ai biết được. Tuy nhiên nếu mà các ông thử tưởng tượng xem cái màu của bức tranh này nó không phải là màu đỏ mà lại là màu xanh thì cái sắc thái của bức tranh nó lại khác hẳn đấy. Còn tại sao tác giả lại sử dụng những cái đường nét uốn éo như vậy thì đây là một cái cách vẽ tiêu biểu của trường phái biểu hiện. Nó giống như là cái kiểu chấm nét của trường phái ấn tượng ấy. Nội dung về ý nghĩa của bức tranh này là gì ạ? Tôi không biết. Thật. Nội dung thì là cái thằng chọc này nó nghe tiếng thét đấy. Còn cái ý nghĩa của nó là gì thì tôi không tìm được bất kỳ một tài liệu nào nói về ý nghĩa của bức tranh này cả. Nó chỉ có mỗi mấy cái giải nghĩa bí ẩn thôi. Và tôi thề là cái ông Edward này ông lằng nhằng vãi lồn. Cái thời điểm mà bức tranh này nó nổi tiếng ấy là vào năm 1893. Có nghĩa là cái thời điểm đấy ông Edward mới có 30 tuổi. Vậy tại sao ông ấy không nói con mẹ nó hết những cái ý nghĩa hay là những cái bí ẩn mà ông ấy gửi trong bức tranh này ra để cho con nhà người ta mất cả trăm năm để giải mã? Ví dụ như là ông Leonardo da Vinci đi, bức tranh Mona Lisa, nhân loại mất cả trăm năm để giải mã.
còn tạm chấp nhận được. Tại vì từ cái lúc mà Mona Lisa được vẽ ra cho đến lúc nó nổi tiếng là mất đến gần 400 năm. Mà những cái bí ẩn ở trong bức tranh đấy thì chỉ có mỗi ông họa sĩ mới biết, đúng không? Mà ông ấy thì chết bá rồi, cho nên là nhân loại phải đi tự đi giải mã thì còn chấp nhận được, đúng không? Hay là như cái ông gì vẽ bức American Gothic ấy, tranh nổi tiếng cái là ông đi khắp thế giới để ông ấy diễn thuyết, ông giải đáp luôn, đỡ làm người ta phải mất công. Chứ đéo ai như cái ông Edward này, ông làm mất thời gian của người ta vãi lìn. Tôi là anti fan của ông này đấy. Ok, cuối video rồi thì có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết. Đó là bức tranh The Scream này đã được tác giả Edward mang vẽ đến 4 phiên bản khác nhau. Và phiên bản mà mọi người đang nhìn thấy là được vẽ bằng phấn màu trên bìa cứng. Đây được coi là một phiên bản phác thảo của bức tranh chính mà chúng ta đang nhìn hiện nay. Và phiên bản thứ hai chính là phiên bản nổi tiếng nhất và cũng là phiên bản chính của bức tranh này, được vẽ bằng trứng gà, sơn dầu và phấn màu trên bìa cứng. Bức tranh này đang được đặt và trưng bày tại bảo tàng Oslo, Norway. Phiên bản thứ ba của bức tranh này được khắc ở trên đá và cũng do chính tay tác giả Edward Munch thực hiện vào năm 1895. Cùng trong năm 1895 thì Edward Munch lại tiếp tục thực hiện thêm một phiên bản nữa của The Scream. Đây là chất liệu để bức tranh này, và phiên bản này được vẽ bằng phấn màu trên bìa cứng. Và vào năm 2012, bức tranh này đã được bán với giá 120 triệu đô về tay một nhà sưu tập có tên là Leon Black. Phiên bản này được vẽ vào năm 1910 bằng chất liệu tempera. Phiên bản này đã từng bị đánh cắp vào năm 2004, tuy nhiên đã được phục hồi vào năm 2006. Và phiên bản cuối cùng này cũng do Edward Munch vẽ, tuy nhiên thì không có rõ ngày tháng. Và đây là bức tranh được vẽ bằng mực. Và hiện tại bức tranh này đang được trưng bày trong bảo tàng của Đại học Bergen. Chốt lại tất cả thì theo tôi đánh giá thì ở họa sĩ Edward Munch, ngoài việc có khả năng vẽ tranh ra, ông ấy còn có năng khiếu về kinh doanh. Chỉ cần một ý tưởng là ông có thể sao chép ra hàng loạt bức tranh khác nhau và bán được kiếm bộn tiền. Ok, đó là tất cả những cái gì mà tôi đã giải đáp ở trong bức tranh này. Và các bạn muốn tiếp theo tôi sẽ vẽ bức tranh nào thì cứ comment ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu mà thấy video này của tôi hay thì có thể ủng hộ tôi bằng cách nhấn like và ấn subscribe cái kênh này. Và tôi sẽ gặp lại mọi người vào video tuần tới. Tạm biệt.